Thưa quý vị và bà con, trong chăn nuôi nói chung, nuôi tôm nói riêng, giống được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, người nuôi tôm không dễ tìm cho mình nguồn tôm giống có chất lượng đảm bảo cho vụ nuôi thành công. Cùng với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ hơn nữa việc kinh doanh giống đảm bảo chất lượng từ các cơ sở sản xuất, người nuôi tôm nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chọn lựa nguồn tôm giống đảm bảo yêu cầu về chất lượng thú y thủy sản. Những năm gần đây, tình hình nuôi tôm sú của bà con gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hội chứng tôm chết sớm xảy ra liên tục, nên nhiều hộ đã chuyển sang nuôi tôm thẻ, nhất là những hộ nuôi thâm canh và bán thâm canh. Theo đó, các cơ sở sản xuất tôm giống có công suất lớn đã chuyển sang ương nuôi giống tôm thẻ chân trắng. Là một trong những cơ sở sản xuất tôm giống có quy mô lớn tại xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Phú Tấn sản xuất cả hai loại tôm giống sú và thẻ. Nhiều năm qua, cơ sở sản xuất này luôn tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng như chất lượng con giống được quản lý chặt chẽ từ tôm bố mẹ mới nhập về đến các giai đoạn ương nuôi tôm boss, đảm bảo theo một quy trình khép kín và cách ly an toàn. Trong quá trình sản xuất, công ty luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Để mà giúp cho bà con mà nuôi tôm đạt hiệu quả, thì công ty của chúng tôi luôn đề ra một cái hướng, coi như là kim chỉ nam của công ty, là chất lượng lên hàng đầu. Thì chất lượng là gì ở đây? Tức là cái nguồn gốc bố mẹ đâu đó phải rõ ràng, có nguồn gốc. Con giống phải đảm bảo sạch bệnh, kiểm tra chất lượng từ trong gia giống. Đồng thời, công ty chúng tôi phải áp dụng đầy đủ các thủ tục hành chính của nhà nước, từ cái khâu kiểm dịch đến kiểm soát chất lượng của công ty, của nhà nước. Thì bên cạnh đó, công ty của chúng tôi không ngừng nghiên cứu để nhằm lai tạo các sản phẩm mới để phục vụ cho bà con cái con giống tốt nhất để mang ngoài chất lượng ra ngoài thị trường cho bà con nuôi một cách an toàn, hiệu quả nhất. Bên cạnh các cơ sở kinh doanh giống thủy sản thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định của nhà nước, sản xuất con giống chất lượng tốt, có không ít cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn chưa quan tâm đến chất lượng, chưa trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hoặc có trang bị nhưng chưa đồng bộ. Từ đó, hiệu quả sản xuất chưa cao, chưa đáp ứng đủ nhu cầu về chủng loại, số lượng và ổn định về chất lượng. Toàn tỉnh hiện có hơn 600 cơ sở sản xuất giống, kinh doanh giống thủy sản được đăng ký với cơ quan quản lý. Song, do các cơ sở sản xuất kinh doanh giống nằm rải rác trên địa bàn tỉnh và con giống nhập vào tỉnh qua nhiều phương tiện vận chuyển, nên công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Và đối với cái địa bàn của Bạc Liêu mình thì tương đối rộng. Rồi địa bàn mà để có nuôi tôm thì hầu như là rộng khắp cả tỉnh. Thành ra thì với cái lực lượng thanh tra chuyên ngành của chi cục thủy sản thì cũng rất khó để mà làm phủ khắp toàn địa bàn được. Thành ra thì cũng có những vấn đề chúng ta tập trung trọng tâm trọng điểm thôi. Và cái thứ hai nữa đó là về phía Bộ Nông nghiệp đó, về văn bản quy định hiện nay cũng còn rất là chồng chéo. Trong đó thì rõ nhất là cái việc mà các cái sản phẩm cho phép các công ty doanh nghiệp lưu hành đó, thì hiện nay nó tồn tại ở nhiều cái văn bản. Có loại thì tồn tại cái văn bản cho phép lưu hành tạm chờ bổ sung, có loại thì nằm trong những cái công văn vân vân. Thành ra thì chính vì vậy thì cái việc thanh tra của mình á thì cũng gặp nhiều khó khăn, tức là không biết cái nào thuộc cái dạng nào. Và cái thứ ba nữa đó, về kinh phí cho công tác thanh tra thì mặc dù cũng có cải thiện rồi, tuy nhiên thì cũng chưa đáp ứng đúng như là cái trọng tâm của công tác thanh tra đặt ra, thì cũng chưa kịp thời. Năm 2018 này tập trung mấy vấn đề như thế này. Một là đối với cái việc mà công bố tiêu chuẩn áp dụng, đối với quy định của Bộ Nông nghiệp ấy, thì các cái cơ sở mà sản xuất kinh doanh giống đều phải công bố tiêu chuẩn. Tất nhiên thì tiêu chuẩn này là phải cao hoặc bằng hơn tiêu chuẩn của nhà nước quy định. Cái thứ hai nữa đó thì chấm dứt mà tập trung kinh doanh thanh kiểm tra cái việc mà kinh doanh giống mà không rõ nguồn gốc. Thì hiện nay thì cái mảng này cũng còn liên quan đến chi cục thú y. Thì tuy nhiên trong lĩnh vực chúng tôi được giao đó thì chúng tôi cũng phải làm cái này cho nó tốt hơn. Cái thứ ba nữa đó là về vấn đề lưu trữ hồ sơ ghi chép. Thời gian qua thì cũng còn rất là nhiều cơ sở hiện nay thì thực hiện cái việc này còn kém. Hồ sơ lưu trữ từ lúc bắt đầu nhập tôm mẹ về đến lúc mà xuất bán luôn thì toàn bộ cái này đã được quy định hết rồi. Thì chúng ta phải tập trung làm cho nó tốt. Cái thứ tư nữa đó thì tập trung thanh kiểm tra cái việc chất lượng tôm giống mà khi xuất ra khỏi cái cơ sở. Làm sao mà đảm bảo đúng các tiêu chuẩn nhà nước quy định để nâng cao cái hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Trong đó thì gồm có kích thước giống rồi các loại bệnh nhân dân theo quy định. Và cái cuối cùng trong sản xuất giống đó thì phải làm cho chuyển biến cái việc mà sử dụng những cái loại thuốc dành cho người
rồi những cái thuốc thú y thủy sản mà hiện nay đã không còn trong danh mục cho phép lưu hành mà trong cái sản xuất tôm giống. Tại điều 4 thông tư số 26 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định điều kiện đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản phải đáp ứng đầy đủ các quy định sau. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư về giống thủy sản hoặc quy định chức năng nhiệm vụ về nghiên cứu sản xuất giống thủy sản áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Địa điểm xây dựng phải theo quy hoạch của địa phương hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Có ít nhất một nhân viên kỹ thuật có trình độ từ trung cấp nuôi trồng thủy sản trở lên hoặc có giấy chứng nhận, chứng chỉ được đào tạo về nuôi trồng thủy sản do cơ quan có chức năng cấp. Có nơi cách ly theo dõi sức khỏe giống thủy sản mới nhập về, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với từng loại thủy sản và từng phẩm cấp giống đáp ứng theo quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản. Có bản hiệu, địa chỉ rõ ràng, phải công bố tiêu chuẩn chất lượng giống thủy sản và đảm bảo chất lượng giống thủy sản đã công bố, thực hiện ghi nhãn giống thủy sản khi lưu thông theo quy định. Thực hiện ghi chép hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất kinh doanh giống thủy sản và lưu giữ hồ sơ tối thiểu là 3 năm. Đối với cơ sở sản xuất giống thủy sản đã đăng ký áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Gap, Global Gap hoặc các tiêu chuẩn tương đương trở lên, thực hiện lập hồ sơ quản lý quá trình sản xuất giống theo tiêu chí quy định của quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và hướng dẫn của tổ chức có thẩm quyền đánh giá chứng nhận. Để phục vụ tốt cho vụ mùa sản xuất năm 2018, Chi cục Thủy sản Bạc Liêu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thủy sản với các nội dung sau. Tổ chức triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc chấp hành các quy định của pháp luật sản xuất kinh doanh giống, thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ sở nuôi trồng thủy sản. Chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi tiêu cực và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính trong sản xuất kinh doanh giống, thức ăn thủy sản, thức ăn bổ sung, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung chính như điều kiện đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, hồ sơ lưu trữ, ghi chép trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng giống thủy sản theo công bố tiêu chuẩn của cơ sở. Năm 2018 thì ở góc độ ngành quản lý chuyên ngành đó, thì chúng tôi đã và đang thực hiện một số các giải pháp hết sức là cụ thể. Thì đối với những cái nguồn tôm giống mà được sản xuất tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu mình đó, thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra về cái thủ tục hành chính, rồi cái điều kiện sản xuất kinh doanh, cũng như là kiểm tra về cái chất lượng tôm bố mẹ nhập khẩu theo cái ủy quyền của Tổng cục Thủy sản, cũng như là một số cái nguồn tôm bố mẹ mà có nguồn gốc trong tỉnh, trong nước á, chúng tôi sẽ làm và đồng thời sẽ tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng theo cái công bố tiêu chuẩn cơ sở để làm sao mà chúng ta khi con tôm nó xuất bán ra khỏi địa bàn chạy giống á, đến tay người dân là đạt được cái chất lượng tốt nhất. Đó là cái giải pháp trong tỉnh. Còn đối với cái nguồn tôm giống nhập tỉnh á, thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát, kiểm dịch lại để làm như thế nào mà khi mà có nguồn tôm giống từ ngoài tỉnh nhập vào tỉnh nó phải đảm bảo sạch bệnh để tránh cái lây lan dịch bệnh cho cái không gian gì nuôi của Bạc Liêu mình và lây lan cho những cái vùng nuôi lân cận. Thưa quý vị và các bạn, nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên tuy khá dồi dào, song nó có giới hạn. Nếu không được bảo vệ tốt, khai thác bừa bãi, không chỉ làm suy giảm nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn tác động xấu đến môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Việc nâng cao ý thức bảo vệ, duy trì phát triển nguồn lợi thủy sản là vấn đề cấp bách hiện nay. Thực hiện pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định số 22 năm 2014 quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các ngành các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo đó là tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn xử lý việc khai thác thủy sản trái pháp luật. Từ năm 1999 đến nay,
Hàng năm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thả giống thủy sản về tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản vào ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam 1 tháng 4 và ngày môi trường thế giới 5 tháng 6. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam và cái chỉ đạo của Tổng cục Thủy sản, thì hàng năm thì tỉnh Bạc Liêu chúng ta tổ chức lễ thả giống để đồng thời cũng là kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam ngày 1 tháng 4 hàng năm. Thì thông qua cái hoạt động này thì chúng tôi cũng muốn nâng cao cái nhận thức của bà con nông dân, những người khai thác thủy sản trực tiếp, đồng thời là những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức có liên quan đến cái hoạt động khai thác biển, về nhận thức về cái công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thông qua đó thì làm sao mà nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm trong cái việc bảo tồn cái nguồn lợi ven biển, phục vụ cho cái việc khai thác không những cho thế hệ chúng ta mà còn cho những cái những năm sắp tới. Theo cái kế hoạch của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó, thì năm nay chúng ta thả giống hai lần, một lần vào cái ngày 5 tháng 4 và cái ngày thứ hai là ngày 5 tháng 6. Chúng ta thả giống cá nước ngọt trong cái vùng phía Bắc mà đã chọn là huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Ngoài hai cái đợt thả giống chính ra thì Sở Nông nghiệp cũng phối hợp với huyện Đông Hải trong cái lễ hội Nghinh Đông thì tiếp tục có một đợt thả giống lần thứ ba. Hoạt động thả con giống thủy sản về với tự nhiên là hoạt động được phát động và tổ chức nhân kỷ niệm ngày truyền thống nghề cá 1 tháng 4 và ngày môi trường thế giới 5 tháng 6. Đây là dịp để ngành thủy sản ôn lại truyền thống, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá, đóng góp bằng nguồn thủy sản tự sản xuất nhằm chung tay góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. Năm nay, tại cửa biển thuộc địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bạc Liêu đã tổ chức thả hơn 2.500.000 con tôm bớt giống ra ngoài biển nhân ngày truyền thống nghề cá Việt Nam 1 tháng 4. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của ngành nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Hưởng ứng đợt thả tôm giống lần này, ngoài các cơ sở sản xuất tôm giống tham gia đóng góp hơn 2.500.000 con tôm bớt, còn có sự tham gia của nhiều đơn vị và cá nhân đóng góp bằng tiền với mong muốn góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục vụ đời sống cho mọi người. Là một trong những địa phương phát triển mạnh nghề ươm nuôi tôm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, việc tổ chức vận động tham gia thả con giống về tự nhiên tại Bạc Liêu ngày càng được sự quan tâm của mọi người. Chương mục khuyến nông kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.